có giống cái sản phẩm hay không. Tú Mã bảo đảm quý vị, những gì Tú Mã làm mà đều phải chính xác thì mới làm, không chính xác thì không làm. Sản phẩm đây là ở trong cung điện người ta gọi là cung, là trong cung như là trong cung điện như ngự y rồi cũng như hoàng tộc đó vân vân. Thì đây là sản phẩm mà Tú Mã gửi đến cho quý vị là đó là Đại Triều Ngự Y Hoàng. Là quý vị đã biết là trong cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều cái sức khỏe, cũng giống như đau nhức giảm đi và ngủ ngon, và cũng như là tay chân mà bị tê, và cũng như là hạ huyết áp và tiểu đường. Và có một điều là quý vị sẽ cảm thấy rằng cái cơ thể của chúng ta sẽ cải thiện được, là trong vòng 3 ngày trở lên là quý vị sẽ thấy tất cả, giống như từ ăn uống cho đến cho đến giấc ngủ và cũng như là máu huyết của mình nó sẽ khác lạ liền nha. Bổ thận à, dạ rồi. Tú Mã muốn gửi đến cho quý vị ngay lúc mua, nếu quý vị nào mà dạ rồi. Chúa tên gì? Quý vị mà giá thường của nó đó là chừng khoảng cỡ 350-400. Chú Ly ha. Thì trên thị trường đang bán là 250 đồng hoặc là 260 như quý vị nha. Tú Mã đặc biệt ngày mai gửi đến cho quý vị là nếu quý vị nào mà order trước khi hàng về thì Tú Mã sẽ có một cái giá rất là tốt, là giảm đi rất là nhiều để sự chi phí cho quý vị, là chỉ còn có mua một hộp đầu tiên là 175 đồng. Mà quý vị nào mua hai hộp Tú Mã đặc biệt giá thường một hộp đầu tiên là 260 cho quý vị nha, 260 đồng đó. Nhưng mà đặc biệt trong show lúc nào cũng đem đến cho quý vị. Quý vị nào mà trả tiền trước thì quý vị sẽ có một cái giá rất là tốt nha. Giá tốt là mua một là 175 đồng. Cái này là 32 viên nha, để Đại Triều Ngự Y Hoàng 32 viên đó. Và quý vị mua hai hộp trở lên chỉ còn có 145 đồng mà thôi thưa quý vị nha. Đó, xin quý vị gọi vào số điện thoại là 714-290-5902 và 408-499-7523. Chúng tôi đang có giá đặc biệt cho Đại Triều Ngự Y Hoàng 32 viên nha quý vị. Đại Triều Ngự Y Hoàng 32 viên mà chỉ còn có 175 đồng thôi nha quý vị. Phòng thông. Alo. Lấy dạ, bộ tên chưa? Đó. Dạ, mua một hộp thì 175. Cái này là quý vị mua hai hộp là Tú Mã có rất cảm ơn cô Sang, cô Đặng đã đã ra order là hàng gần sắp về rồi nha. Cái này Tú Mã rất là mong quý vị là dạ rồi, sử dụng cái sản phẩm và Tú Mã đang đến cho quý vị được một cái một cái sức khỏe tốt để mà bảo vệ sức khỏe của mình. Hello. Alo, dạ mi răng nghe. Dạ đúng ạ. Dạ, nó là 32 viên dạ. Hai hộp thì và cái viên này lớn lắm, rất là lớn. Để dành uống coi như hai tháng. Lớn lắm. Dạ lớn. Cái này là hàng đặc biệt chính gốc nha. 145 mà mình rẻ được 30 đồng. Rồi. Coi như hai hộp. Rồi cảm ơn nha. Rồi. Rồi cảm ơn. Đó thưa quý vị. Đó. Đây là Đại Triều Ngự Y Hoàng và khi quý vị mua một được cái giá tốt thì trả tiền trước nha. Để dưới là trả tiền trước nha. Đó, trả tiền trước sẽ được một cái giá hoàn hảo luôn quý vị. Đó. Dạ hello. Dạ. Dạ, lấy một hộp à. Dạ rồi. Dạ cũng được không sao, lấy một hộp à. Dạ rồi, lấy hai hộp. Rồi cảm ơn nha. Rồi ngày mai ra. Dạ ngày mai ra xin lời đưa tiền cho Uyên nha. Dạ vâng. Rồi cảm ơn. Đó, thì quý vị đây á là một lần nữa là vâng cảm bóp nhỏ lại giùm cái là đây là những cái mà Tú Mã muốn chia sẻ lại cho quý vị, là quý vị có thể chụp hình lại để mà thấy được cái sản phẩm nó hỗ trợ như thế nào. Đây là chánh gốc chánh tông, không có thể nói thêm nói bớt được thưa quý vị. Đây là chúng tôi chuyển dịch từ ra bài thuốc, không phải là muốn nói lên cho nó lọt cái lỗ tai của quý vị hay là quý vị đang gặp trở ngại để mà quý vị để mà quý vị mua nha quý vị. Đây là cái sự thật của trong cái bài thuốc nha quý vị, hỗ trợ rất là nhiều trong cái đường máu cơ tim, lưu thông máu huyết và tăng cường cái tinh chất miễn dịch và hỗ trợ đường dịch miễn khí quản và tự và trừ đờm thưa quý vị. Đó, và những cái bệnh tật của tuổi già và hỗ trợ điều về cái đường và tác dụng cái hỗ trợ cái an thần chấn tĩnh thần kinh đó, rất là nhiều đó thưa quý vị. Và có thể chụp hình lại để mà quý vị suy xét
cái sản phẩm tốt chỗ nào để quý vị mua để mà cho sức khỏe của mình. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với sản phẩm này nha. Bây giờ Tuấn Mã sẽ đi qua sản phẩm khác đó. Rồi vâng, đại triều ngự y hoàng 32 viên chỉ còn có 175 nha quý vị. Hai hộp rồi, hai hộp chừng khoảng 2 tuần có hàng nha, đặt tiền đặt cọc trước rồi. Dạ dạ, ngày mai ra nha.